Thì lúc đầu mình chơi cá anh em là mình chơi cặp coi mình mua cũng 8 xị mấy anh em. Lúc đó vợ mình cũng mới biết chơi nữa, vợ mình cũng thích nên hai chồng chạy đi ra mua cặp coi 8 xị mấy. Đem về mình không biết chơi anh em, mình chơi cái hồ cùi bắp lắm chứ không phải được cái hồ bây giờ đâu. Mình mua cái hồ cũ của anh ta. Thì mình nuôi được đâu được mấy ngày anh em. Lúc đó mình không biết thì mình thay nước chăm chăm anh em. Mình thấy nước đục, nước dơ là mình thay chăm chăm. Thì anh em biết là cá coi sống rồi nó ăn mồi nó nước nó mau dơ lắm. Mình thay nước chăm chăm rồi qua mấy bữa sau là bắt đầu em nó cứ dậy đùng 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 lên vậy đó anh em. Đó. Lúc đó mới biết gian nan nha anh em, lúc đó là bắt đầu đóng phí từ từ nha anh em ha.